Thưa quý vị, vụ tấn công tên lửa cuối tuần qua mà Mỹ cùng Anh và Pháp phát động nhằm vào Syria đang tạo cơ hội cho những nhóm khủng bố và trì hoãn tiến trình hòa bình tại quốc gia Trung Đông này. Đây là tuyên bố của Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đưa ra trong ngày 17 tháng 4 trong bối cảnh bất đồng giữa Nga và các nước phương Tây đang ngày một sâu sắc hơn liên quan tới nhiều vấn đề. Phát biểu trong một cuộc phỏng vấn, Ngoại trưởng Nga khẳng định những động thái quân sự trong thời gian qua đã ảnh hưởng tới tiến trình chính trị ở Syria. Ông cho rằng leo thang căng thẳng đã gây ảnh hưởng tiêu cực tới quan hệ giữa các nước, nhưng Moscow sẽ vẫn quyết tâm hỗ trợ giúp Syria bảo vệ chủ quyền. Tình hình liên quan tới Syria rõ ràng đã có tác động tiêu cực lên toàn bộ hệ thống quan hệ quốc tế. Tuy nhiên, Nga vẫn sẽ tiếp tục giữ vững quan điểm về việc giúp Syria bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. Bên cạnh đó, người đứng đầu ngành ngoại giao Nga đã đề cập vụ đầu độc cựu điệp viên hai mang Skripal và con gái. Ông nhận định rằng vụ việc này là cách để các nước phương Tây đang tìm cách truyền bá tư tưởng chống Nga và tìm mọi cách giải quyết bất đồng bằng những lệnh trừng phạt vô lý. Không có bất cứ bằng chứng nào cho thấy có một vụ tấn công bằng vũ khí hóa học xảy ra vào ngày 7 tháng 4 ở Duma, Syria, cũng như sự việc ở Salisbury. Các nước phương Tây vẫn luôn hành động bất cẩn trước khi có được bằng chứng đầy đủ. Phát biểu trên của Ngoại trưởng Lavrov được đưa ra trong thời điểm quan hệ giữa Nga và phương Tây đang tiếp tục lao dốc, sau khi Mỹ, Anh và Pháp ngày 14 tháng 4 vừa qua tiến hành cuộc tấn công tên lửa vào Syria với lý do đáp trả vụ tấn công nghi sử dụng vũ khí hóa học tại thị trấn Duma thuộc khu vực Đông Ghouta của Syria cách đây 10 ngày. Phương Tây cáo buộc chính quyền Damas thực hiện vụ tấn công này, song Nga và chính quyền Damas bác bỏ cáo buộc, cho rằng vụ việc là một kế hoạch được dàn dựng của phương Tây để tiếp tục can thiệp vào Syria. Cũng trong ngày 17 tháng 4, Đức đã đề cập tới khả năng giữ vai trò trung gian hòa giải đặc biệt trong việc duy trì đối thoại với Nga về vấn đề Syria. Tuyên bố này được Ngoại trưởng Đức Heiko Maas đưa ra trong buổi họp báo chung với người đồng cấp Canada Chrystia Freeland tại thủ đô Berlin. Phát biểu với báo giới, Ngoại trưởng Đức Heiko Maas cho biết tiến trình đối thoại hòa bình về Syria hiện đang bị đình trệ, sẽ là một trong những chương trình nghị sự chính trong hội nghị ngoại trưởng nhóm 7 nước công nghiệp phát triển G7 tại thành phố Toronto của Canada vào cuối tuần này. Chúng ta phải sử dụng hội nghị G7 sắp tới để thúc đẩy tiến trình chính trị tại Syria. Và chúng ta cũng cần Nga trong các cuộc đối thoại, bởi sẽ không có một giải pháp chính trị nào tại Syria mà không có sự tham gia của Nga. Đó là lý do Đức trông đợi vào vai trò của Nga. Về phần mình, Ngoại trưởng Canada Chrystia Freeland đánh giá cao nỗ lực của Đức trong việc tiếp nhận số lượng lớn người tị nạn Syria. Bên cạnh đó, bà Freeland cũng chia sẻ chung quan điểm với người đồng cấp Đức, cho rằng các cuộc thảo luận và đối thoại với Nga là hoàn toàn cần thiết nhằm hướng tới việc giải quyết cuộc khủng hoảng tại Syria. Cùng ngày, Điện Kremlin ra thông báo cho biết, trong cuộc điện đàm giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Đức Angela Merkel, hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về tình hình Syria và dự án dòng chảy phương Bắc 2. Theo thông báo, hai nhà lãnh đạo đều nhất trí về việc khôi phục tiến trình chính trị về Syria, bao gồm các cuộc thảo luận tại diễn đàn Geneva và Astana. Tổng thống Putin cũng khẳng định, cuộc không kích mới nhất do Mỹ, Anh và Pháp tiến hành tại Syria là một hành động gây hấn, vi phạm luật pháp quốc tế. Hàn Quốc sẽ nỗ lực thiết lập nền hòa bình lâu dài giữa hai miền Triều Tiên, tuyên bố được Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tái khẳng định vào ngày 17 tháng 4, đồng thời cho rằng việc phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên không chỉ là nhiệm vụ cấp thiết nhất hiện nay mà Hàn Quốc đang phải đối mặt, mà còn là giải pháp duy nhất cho mục tiêu đảm bảo sự thịnh vượng và hòa bình cho cả hai miền. Trong một tuyên bố, Tổng thống Moon Jae-in cho hay việc phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên là nhiệm vụ cấp thiết nhất, và Seoul sẽ phải thực thi nhiệm vụ này một cách hòa bình. Phát biểu của nhà lãnh đạo Hàn Quốc được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Moon sẽ có cuộc gặp với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un dự kiến vào cuối tháng này trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh liên triều lần thứ 3. Mục đích của hội nghị là thiết lập nền hòa bình lâu dài trên bán đảo Triều Tiên, giải quyết những bất đồng và có khả năng đề cập tới lộ trình cho sự phát triển chung và cùng tồn tại. Những gia đình ly tán phải được đoàn tụ, gặp gỡ và được tự do đến thăm người thân. Tiếp sau đó sẽ là hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều với cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên. Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cho rằng các cuộc gặp thượng đỉnh sắp tới sẽ đánh dấu sự chuyển giao quan trọng. Đó là một sự chuyển giao mà ở đó có thể tạo ra một trật tự mới.